và các bạn. Minh Audio Hà Đông giới thiệu đến các bác một mẫu lọc nhạc. Một mẫu lọc có chất âm cực kỳ hay luôn. Mẫu lọc này hay bằng những mẫu lọc in keo. Tôi bán giá 4 triệu đồng 5010 các bác nha. Chất âm không khác gì luôn, nó chỉ khác về thiết kế. Con kia thì hai đèn, con này một đèn, nên là nó có giá rẻ hơn, mềm hơn. Và tôi để cái giá rất rẻ cho năm 2020, 2,8 triệu đồng, hàng bãi, bảo hành với chất lượng. Lọc này có 15 chế độ nhạc, 18 chế độ chứ không phải 15. 1 đến 6 ở chế độ user là chế độ người dùng. Còn chế độ A cũng từ đây 1 đến 6 là của máy. Chế độ B cũng 1 đến 6 là của máy. Nghĩa tổng là 18 chế độ, như trong đó thì có chế độ người dùng là user thì mình sẽ chỉnh được, chỉnh lại được. Còn những chế độ trên thì khuôn nhạc người ta máy sẽ là mặc định từ ban đầu, từ lúc sản xuất. Khi mình muốn thay đổi kiểu nhạc thì mình sẽ thay đổi ở chế độ user. Con này thì nó có các cái chữ tiếng Anh nên là rất tiện để dùng. Đây là đường vào âm thanh, đúng không? Đi qua đi fit, bấm vào sáng sẽ không có đèn, à không có lọc. Đi play và display mode là kiểu nháy. Lọc này thì có rất nhiều chế độ nháy, mắt mắt nha, rất nhiều chế độ luôn. 2,8 triệu Việt Nam đồng, hàng bãi, bảo hành về chất lượng cho các bác. Tôi quay mặt sau rồi sẽ chỉnh nhạc của các bác cùng xem. Những mẫu lọc điện tử này thì chỉnh nhạc đều như nhau hết. Đường vào line, đường xuất ly, còn một đường vào bên này. Đây là thông tin của lọc. Số series con này là 931. Điện 220. Hình thức còn rất đẹp luôn, còn rất đẹp luôn nha. Cứng cáp đẹp. Tôi sẽ mở to chỉnh nhạc các bác cùng nghe. Có nghĩa khi mình muốn sử dụng chế độ của người dùng thì để chế độ user, bấm vào nút shift này này. Đó. A nó có 6 chế độ, B có 6 chế độ là chế độ lưu sẵn của máy. Để một lúc thì nó ra khuôn nhạc này. Nó giống như khuôn nhạc các bác gạt lên và xuống ở cái lọc cơ. Tôi sẽ chỉnh cho các bác cùng nghe này. Để chế độ số 2 nhá. Chưa chỉnh thì thanh sẽ nằm ngang, nó chuẩn bị nằm ngang này. Đấy, tôi sẽ cho lên này. Nhớ gì từ ngày anh vui lên đường, lối gầy về nhà anh hoa phượng thắm, màu xanh áo người thương, nắng chiều đẹp quê hương hay nhà buồn đêm. Rất đơn giản. Chỉnh chế độ nào, bấm vào nút đấy. Chỉnh xong, ấn memory, ấn lại lần nữa. Nút này lúc không có lọc, đi qua đi fit, bấm sáng sẽ không có lọc. Đó là không có lọc. Có lọc này. Bước nhỏ kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua. Thường mẫu lọc điện tử này thì tôi cửa hàng tôi bán trước khi gửi đi tôi đều lưu sẵn cho các bác. Các bác về chỉ cần bấm 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó sẽ ra. Đó, tổng con này 18 kiểu nhạc, có nghĩa 18 khuôn nhạc các bác thao hồ sử dụng. Xin chào và hẹn gặp lại.